chương trình cùng toàn thể anh chị em có mặt tại Osan Mall Show 2017. Hôm nay tôi đại diện cho bộ tùng xe máy anh em Đông Nam Á 99 Đặng Phú Chí, phường 15 quận 5 có tham dự cái triển lãm của Osan Mall Show 2017 tại quận 7. Với những khách hàng là đối tác của bộ tùng xe máy anh em Đông Nam Á là anh em Zalo, thì tôi đưa muốn hướng dẫn và thầy anh chị em ở gần xa, chứ là thảo với những khách hàng ở xa không thể đến triển lãm được, cùng tôi đi vào một vòng đến cái triển lãm của tôi Saigo Show 2017 nhé. Cùng bạn đi Saigo em ước mơ thế nhỉ. Đây là những gian hàng đối tác máy anh em Đông Nam Á. Chỉ là điều giản dị cho người thân thôi mà tham quan rất là nhiều những nhãn hàng nổi tiếng ở châu Á, thế giới. Cơ hội mới, cuộc sống mới, hành động yêu thương, cùng hát đi Sài Sơn đem ước mơ về nhà. Có rất nhiều những phụ tùng đã cho chúng ta đổ xe của phụ tùng xe máy anh em Đông Nam Á 99 và Phú Chí, phường 15 quận 5. Quý vị thấy không? Những sản phẩm rất là quen thuộc đối với chúng ta. Đây là triển lãm Motorcycle Show 2017 tại quận 7 nha quý vị nhé, anh em nhé. Khi để HD Sai Sơn giúp bạn. Khôi sẽ đại diện phụ tùng xe máy anh em Đông Nam Á 99 Phạm Hữu Chí, phường 15 quận 5, cũng như là phụ tùng anh em Gia Lân 120-122 Phạm Hữu Chí, phường 15 quận 5, dắt toàn thể quý vị anh chị em cũng như là toàn thể cái khách hàng ở xa không có thể tham dự được đi một vòng triển lãm. Tất cả những thương hiệu đều có ở đây quý vị nhé. Quý vị thấy không, rất nhiều thương hiệu cũng như là nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới cũng như là châu Á. Có rất nhiều phụ tùng xe được show tại triển lãm ngày hôm nay. Ni hao. Chào anh Hồng. Đang live stream phụ tùng xe máy là Ni hao. Quý vị thấy không à? Những thương hiệu nổi tiếng, rất là nổi tiếng đều có mặt ở đây. Và phụ tùng xe máy anh em Đông Nam Á 99 Phạm Hữu Chí, phường 15 quận 5 sẽ dắt quý vị đi một vòng. Và tôi cũng muốn gửi đến toàn thể quý vị khách hàng của phụ tùng xe máy anh em Đông Nam Á lời chúc tốt đẹp nhất của một ngày mới. Và chúng ta có thể tham quan những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới và cùng theo phụ tùng xe máy anh em Đông Nam Á 99 Phạm Hữu Chí, phường 15 quận 5, do Khôi sẽ là hướng dẫn viên live stream dắt theo quý vị cùng theo Khôi nhé. Xin mời. 1, 2, 3, xin mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rất là hấp dẫn, phải không quý vị? Quý vị hãy cùng Khôi cũng như là phụ tùng xe máy anh em Đông Nam Á 99 Phạm Hữu Trí, phường 15 quận 5, chúng ta có thể dạo một vòng nha. Nhiều chương trình cũng như là những thương hiệu nổi tiếng phục vụ quý khách cũng như là phụ tùng xe máy anh em Đông Nam Á, các vị có thể theo Khôi chiêm ngưỡng những chiếc xe kinh điển, những chiếc xe rất đẹp trên toàn thế giới quý vị nhé. Show 2017 và trước gian hàng là Ducati. Bên đây là gian hàng Biocot. Và sau lưng tôi là Yamaha, thương hiệu Yamaha rất là nổi tiếng quý vị ạ. Có rất nhiều chương trình cô cũng đại diện phụ tùng xe máy anh em Đông Nam Á sẽ dắt quý vị đi một vòng nhé. Và chúng ta cùng đi một vòng với lại thương hiệu Yamaha. R6, R3, tất cả đều có ở đây quý vị nhé. Và thương hiệu đi cùng với Khôi đây là Piaggio, một thương hiệu rất là quen thuộc đối với chúng ta ở dòng xe tay ga cũng như là những dòng xe cấp băng theo cách Ý. Năm chỉ có một lần vào phụ tùng xe máy anh em Đông Nam Á 99 Phạm Hữu Trí sẽ cùng các bạn ở xa không thể đến tham dự cái triển lãm Motorcycle Show 2017 này được, thì có thể cùng Khôi livestream quý vị nhé. Đây là thương hiệu Honda. Với rất là nhiều dòng xe giống như là Sport, Snack cũng như là Cruise and Checker. Quá đẹp quý vị ơi. Nếu ai yêu mến Macquet của đội đua Honda thì đây cũng là một mô hình của chiếc xe đua của Macquet.
đẹp không quý vị? Những anh em, những anh chị em ở xa không thể cùng tới nơi triển lãm Moto Psycho Show 2017 có thể cùng Khôi và phụ tùng xe máy anh em Đông Nam Á 99 Phạm Bố Trí chúng ta có thể đi một vòng. Và đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng, rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Đây là thương hiệu SYM của Đài Loan. Dành cho tín đồ Checker, đây là một cái dòng xe World. Dòng sói rất là quen thuộc, những anh em biker đi phượt và những anh em chơi dòng Checker này thì sói cũng là một trong những điểm nhấn của SYM. Đây SYM. Cùng xe máy anh em Đông Nam Á. Xin chào Tâm Hoàng Sơn. Xin chào Tuấn Khanh, xin chào Bảo Trí. Và đây là một thương hiệu cũng rất là khá nổi tiếng trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam, đó là thương hiệu Suzuki. GSX 150, một sản phẩm mới của Suzuki. Một người mẫu rất là dễ thương phòng như vậy. Các anh em ở xa không thể tham dự được, có thể theo cùng Khôi cũng như là phụ tùng xe máy anh em Đông Nam Á. Cảm ơn em. Và Khôi sẽ tiếp tục dắt quý vị tới một dòng sản phẩm mới cũng như là một thương hiệu cũng là khá nổi tiếng ở phân khúc lớn, đó là Kawasaki với những dòng Z1000, Z800. Sau lưng cô là phiên bản Z1000 cùng là người mẫu rất là dễ thương. Xin chào em. Những anh em ở xa hãy cùng tôi đi một vòng Moto Psycho Show 2017 nhé. Phiên bản Kawasaki H2 Carbon rất đẹp quý vị ạ. Đúng là câu nói của người Việt Nam thường dùng là phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Quý vị thấy không? Sau lưng thôi là phiên bản Ninja ZR. Và đây là H2 Carbon, quá đẹp. Quý vị thấy không? H2 Carbon, một phiên bản khá là danh tiếng của dòng Kawasaki.
rất là tuyệt vời phải không quý vị? À, xin chào Thảo Tân Bình, xin chào chị Hương ạ, xin chào cô Lê Hà Hoàng, xin chào Hiếu Đức. Tôi đang đại diện cho phụ tùng xe máy anh em Đông Nam Á 99 Phạm Quốc Chí, phường 15 quận 5, đang có mặt tại Motorcycle Show 2017. Và Khôi sẽ đại diện cho phụ tùng xe máy anh em Đông Nam Á, dắt quý vị khách hàng cũng như toàn thể anh chị em ở xa không thể tham dự được cái triển lãm này, sẽ cùng Khôi cũng như là đại diện cho phụ tùng xe máy anh em Đông Nam Á đi tham quan một vòng nhé. Và bây giờ Khôi sẽ dắt quý vị đến một thương hiệu rất là nổi tiếng dành cho những tín đồ mê rock cũng như là mê dòng xe là dòng cruise, đó là Harley Davidson. Trước mắt chúng ta là nơi show bày những chiếc Harley Davidson rất là hầm hố, cùng với người mẫu của Harley Davidson tạo nên một cái nét đẹp rất là đẹp phải không anh quý vị? Tất cả các dòng xe đều có mặt ở đây của Harley Davidson, một thương hiệu rất là nổi tiếng trên toàn thế giới. Những tín đồ mê rock cũng như là dòng cruise, hãy cùng Khôi đến với Harley Davidson quý vị nhé. Kiến trúc cũng như là một kết cấu rất là tuyệt vời phải không quý vị? Tôi đang có mặt tại khu vực trưng bày của Harley Davidson. Và Khôi có thể dắt toàn thể quý vị đi thêm một vòng nữa, một vòng của Harley Davidson. Quá đẹp phải không quý vị? Tiếp tục Khôi sẽ dắt toàn thể quý vị đi một vòng nữa nhé. Trước mắt chúng ta còn rất là nhiều gian hàng nổi tiếng: Honda, Yamaha, Suzuki, Benelli, Motul, Kawasaki, Harley Davidson. Ta là gian hàng của Piaggio and Aprilia. Trước mắt chúng ta là thương hiệu Aprilia, một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng trên toàn thế giới quý vị nhé. Aprilia 54 World Championship,
Adrila Racing, top GT in Racing World. Quá đẹp mà không biết vậy. Những mông to thật là hoành tráng. Adrila. Ta là dòng nhớt Motul. Motul trưng bày những chiếc chất lượng như là VN Đức, Ducati, những chiếc xe rất là mẫu, rất là đẹp. Chào Minh Thông, xin chào Nguyễn Đức Huy, chào Nghĩa. Đây là biểu diễn của thương hiệu Total, thương hiệu dầu nhớt. Với Total Hyper, chúng ta yên tâm và tự tin vì có người bạn luôn đồng hành, cho nguồn năng lượng mạnh mẽ bền bỉ để phá khát vọng vươn xa. Không chỉ là những dòng xe lớn, Honda cũng có trưng bày những dòng xe nhỏ nhé các bạn nhé. Super Cup. Một khối động cơ chuyển động thật là hầm hố. Không có gì có thể diễn tả được cái cảm xúc này mà không quý vị. Một khối động cơ rất là hầm hố, rất là đẹp. Song với những cái dòng xe lớn cũng như là những thương hiệu lớn thì bây giờ thôi đại diện cho Phụ Tùng Xe Máy Anh Em Đông Nam Á dắt quý vị đến một siêu phẩm của Rossi Movista 2017. Chị em và các bạn đang theo khôi đến siêu phẩm của Yamaha, rất là quen thuộc với số 46 của Rossi. Và năm nay thì chiếc xe của Rossi có gắn lá cờ Việt Nam quý vị nhé. Và người mẫu rất là dễ thương, xin cảm ơn em. Và bây giờ tôi lại dắt quý vị tới một sàn, một thương hiệu rất là nổi
tiếng của Italia Benelli. Benelli là một thương hiệu khá là nổi tiếng trên thế giới. Dù là gia nhập Việt Nam rất là chậm so với các thương hiệu khác, nhưng Benelli cũng phô bày những cái vẻ đẹp không thể nào có thể kiềm chế được. Chúng ta có những dòng xe từ phân khúc nhỏ 150 cho những dòng xe phân khúc lớn 300 phân khối, 500 phân khối, 600, rồi cả những dòng xe hầm hố. Yeah, Benelli. Một mẫu mini tựa như là NVX, cái này là Benelli TT, 125 phân khối quý vị ạ. Cái dòng xe này thì có thể là cạnh tranh với MSX của Honda. Dòng xe rất là nhỏ nhắn. Tuy là dòng xe rất là nhỏ nhưng mà quý vị thấy người mẫu ngồi lên thì cũng tạo ra một cái dáng rất là pro dành cho những biker thực thụ quý vị nhé. Cảm ơn em. Và Khôi lại dắt quý vị đến một dòng sản phẩm cũng như là một thương hiệu Fiston Motorcycle. Với những dòng classic Rambler Cafe Racer quý vị nhé. Những tín đồ của classic Rambler Cafe Racer, tất cả được Riston Motorcycle Riston. Và đến với triển lãm ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy được bảng giá đề xuất quý vị nhé. Bảng giá đề xuất cho các dòng classic 125 phân khối, Rambler cũng như là Cafe Racer 125 150 phân khối. Một phân khúc cho những tín đồ Ford đam mê Cafe Racer, Classic and Rambler. Beat 125 Riston Motorcycle. Và kính thưa toàn thể quý vị cũng như là toàn thể anh chị em, những ai đã tham gia cái giải Cracking ở Cầu Tràm thì GDA, đây là thương hiệu GDA. Idemetsu, rất là nhiều thương hiệu quý vị nhé. Thì là lúc đấy Khôi cũng vừa nói là song song với những vị trí triển lãm của những thương hiệu lớn như thì bây giờ chúng ta lại đến những cái thương hiệu khá là quen thuộc, đó là những thương hiệu như là GDA, rồi những thương hiệu NJK. Và Khôi cũng đại diện phụ tùng xe máy anh em Đông Nam Á dắt quý vị tham quan một vòng những phân khúc dành cho những anh em đam mê phân khúc dòng độ xe nhỏ như rất là nhiều thương hiệu. Và kính thưa quý vị thì phụ tùng xe máy anh em Đông Nam Á 99 Phạm Quốc Trí, phường 15 quận 5, với những đối tác của mình thì qua cái clip livestream này tôi muốn dắt toàn thể quý vị khách hàng của phụ tùng xe máy anh em Đông Nam Á cũng như là tất cả những anh chị em đam mê xe trên toàn nước Việt Nam, những ai ở xa không thể tham gia được cái triển lãm này thì các bạn theo cùng Khôi qua clip livestream này cùng phụ tùng xe máy anh em Đông Nam Á, chúng ta đi dạo một vòng để thỏa mãn đam mê quý vị nhé. Và đây là những chiếc xe quen thuộc.
những chiếc xe quen thuộc của câu lạc bộ Quý Chia. Minh Sang vừa giành giải nhất tại giải Bà Rịa vừa rồi. Và sau lưng tôi là một thương hiệu vỏ rất là quen thuộc, Michelin. Đẹp không quý vị? Những chiếc xe độ với công cách Michelin. Những ai yêu mến và thương hiệu phục Nitron. Đây, đây cũng có. Very good. Thank you, sir. Và đây là thương hiệu Nissi. Những thương hiệu và heo dầu cũng như là hãng đĩa. Và chúng ta lại gặp lại Mr. Thông tại gian hàng của YSS. YSS rất là nổi tiếng về dòng phục YSS. Đẹp không quý vị? Tôi cùng phụ tùng xe máy anh em Đông Nam Á 99 Phạm Bố Trí cũng như là anh Thông và bạn Phú đang đứng trước gian hàng của YSS, cũng cho thường gọi là một cách đơn giản là ESS. Những dòng phục rất là nổi tiếng. Thank you, sir. Thank you, sir. Chào Kuka Tháp 10 ơi, có thằng đệ của em đứng đây này. Xin chào Kuka Tháp 10, chào chị MC Tuấn. Chào em trai Tâm Đạch Giá của anh. Rất đẹp không quý vị? Hình như ISS chưa có tiền nhận đại lý bây giờ đã tiền đại lý nào. Và nó đến giờ nghỉ trưa rồi thì Khôi cũng đại diện cho phụ tùng xe máy anh em Đông Nam Á 99 Phạm Hữu Trí, phường 15 quận 5, xin chúc toàn thể anh em quý vị khách hàng một buổi trưa nghỉ ngơi thật là vui vẻ, và sẽ hẹn gặp lại quý vị vào những giây phút gần nhất nhé. Xin chào toàn thể quý vị. Xin chào, bye bye, hẹn gặp lại nha.